Huỳnh Ngân rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chuyên mục Cẩm Nang Làm Đẹp. Thưa quý vị, hôm nay là dịp rất đặc biệt, quý vị sẽ được lắng nghe thật nhiều những thông tin và những tư vấn trong tất cả các lĩnh vực làm đẹp, đặc biệt được quý vị khán giả quan tâm sau những số phát sóng trước của chương trình. Đây chính là chương trình tổng hợp và trả lời thư khán giả. Và dĩ nhiên là vị khách mời sẽ là một nhân vật rất quen thuộc của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Phan Hiệp Lợi, giám đốc của Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Bình Ngân, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Dạ, hôm nay thì rất cảm ơn bác sĩ đã đồng hành với chương trình. Và có rất là nhiều câu hỏi mà các khán giả gửi về, bác sĩ chuẩn bị tinh thần để trả lời hết chưa? Dạ, chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi mà Huỳnh Ngân thấy là có rất nhiều khán giả cùng có cái nội dung như thế này. Cho nên cũng xin được hỏi chung cho tất cả các khán giả quan tâm. Lần này lại là của một khán giả nam mà. Cái việc làm đẹp bây giờ là không có giới hạn ở giới tính nào đúng không bác sĩ? Anh Huỳnh Kim Đạt ở thành phố Hồ Chí Minh gửi thư về cho chương trình. Em uống rượu bia rất nhiều khiến bụng phệ ra trông rất xấu, làm em mất tự tin. Em muốn giảm cân nhưng khó quá. Bác sĩ có cách nào để giảm mỡ vùng bụng nhanh mà an toàn hay không ạ? Thì theo anh nghĩ trên cái thư vậy đó, thì nghĩ Đạt là cũng còn trẻ. Thì với cái tuổi trẻ đó, thì mình bây giờ giảm cân ha? Tức là em muốn giảm vùng bụng, cụ thể là giảm vùng bụng, thì vậy em phải tập thể dục. Tại vì cái năng lượng mà ví dụ như bụng bự hay là tất cả những cái khác mà năng lượng mập ra đó thì do dư thừa cái năng lượng, do đó chúng ta phải giảm cái tiết chế lại, bớt lại rồi tập thể dục thường xuyên, bớt ăn thì cái năng lượng vô ra nó cân bằng, thì nó từ từ chúng ta hoạt động thể dục thể thao nhiều thì nó nhỏ lại. Nhưng mà có một số người họ cũng tập đủ thứ chuyện rồi cũng đến đây, thì chúng tôi gặp rất nhiều ở nam mà vẫn bự vậy à, thì chúng tôi tiến hành là nếu mà vừa thì chúng ta có thể tiến hành hút mỡ. Thì hút mỡ là chúng ta có kết quả liền ha, với cái máy siêu âm mới đó, thì chúng ta hạn chế bớt cái tổn thương thần kinh mạch máu, do đó nó bớt sưng bầm hơn. Trường người nào mà ví dụ như máu loãng chút xíu thì hơi bầm, thì cái này chúng ta làm trong vòng khoảng 2 tiếng và nghỉ ở bệnh viện một đêm thì hôm sau chúng ta có thể về rồi. Thì đó là cái phương pháp là giảm béo nhanh nhất là bằng phương pháp hút mỡ. Đây là một phương pháp cũng từ rất lâu rồi chứ không phải mới đây, nhưng mà cộng với phát triển cái hiện đại của kỹ thuật thì càng ngày cái hiệu quả của cái chuyện hút mỡ nó càng tốt hơn và cái thời gian phục hồi nhanh hơn và cho cái kết quả càng tốt hơn xưa rất nhiều. Anh nào mà không có thời gian tập thể dục hoặc là tiết chế rồi tập thể dục rồi mà không xuống thì hãy đến thẩm mỹ là để chúng ta được tiến hành hút mỡ. Thì đây là một kỹ thuật tương đối an toàn hiện nay và được FDA của Mỹ approve như tất cả các nước khác. Thì vấn đề này cũng là vấn đề đơn giản mà chúng ta không cần phải là bận tâm nhiều. Dạ, tự nhiên nghe đến đây sau cái Huỳnh Ngân cũng bớt lo hơn một chút. Bởi vì đôi khi chị em phụ nữ hay không phải một mình là quý ông đâu. Huỳnh Ngân thấy chị em phụ nữ là cái nỗi lo mở bụng là còn nhiều hơn nữa ạ. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Dạ, có thể hỏi thêm là với các chị em phụ nữ mà sau khi sinh á, thì có phần mở bụng tích tụ thì cách thời gian sau khi sinh bao lâu thì có thể đến với phẫu thuật hút mỡ bụng thưa bác sĩ? Cái này hỏi giùm bạn Huỳnh Ngân ạ. Thì cái vấn đề này ở phụ nữ sau sinh á, thường thường là lúc mà chúng ta sanh á, thì tất cả các nội tiết tố nó tiết ra nhiều để nó nuôi thai nhi, do đó cái bụng nó yêu cầu phải bụng phải phình ra, cơ bụng giãn đi, rồi da nhão lại, ra nhão đi ha, và tích tụ mỡ ở mông, ở ngực, rồi ở bụng ha. Thì do đó sau thời gian sanh thì nó phục hồi trở lại, sau khi sanh xong bé thì tất cả các nội tiết tố nó dần dần trở lại bình thường. Ở nữ giới đó thì dần dần trở lại bình thường thì vậy là cái cơ nó cũng rút lại rồi, cái mỡ nó cũng xẹp đi, da nó cũng thun lại. Tuy nhiên ha, có những người mà cái quá trình này rất là chậm. Thứ hai nữa là khi mà cái da giãn nứt rồi đó ha, cái bụng nó phình rồi đó, phục hồi rất ít, do đó bụng chảy xệ rất nhiều và da nứt. Thì cái này chúng ta có một cái chỉ định hút mỡ, hoặc là chúng ta có muốn làm đẹp trở lại như cũ đó thì tương đối là có hình dáng tốt hơn đó, thì chúng ta tiến hành hút mỡ hoặc là chúng ta phải tiến hành làm cái cắt mỡ bụng và phục hồi được cơ thành bụng chứ đừng nhão ha. Nhưng mà thường thì trung bình từ 6 tháng trở lên thì cái phục hồi của ta mới là có thể chấm dứt, thì đó mới định hình rõ ràng được là chúng ta nên làm cái gì và có nên làm hay không hoặc không nên làm. Dạ, như vậy là sau 6 tháng
Nếu như mà các vấn đề về bụng mình vẫn chưa có tự tin quay 6 tháng trở lên thì mình cũng có thể tìm đến các bác sĩ để được tư vấn. Và như vậy thì các chị em phụ nữ, đặc biệt là chị em phụ nữ sau khi sinh, cũng không cần phải quá lo về vấn đề là vòng bụng tích tụ mỡ, đúng không ạ? Ở đây chúng tôi thường thường làm là thường 1 năm sau là cái tuyến sữa nào cũng bớt hoạt động hết rồi đó. Thì cái nội tiết tố nó ổn định thì chúng tôi làm rất là tốt. Dạ. Và xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều với phần tư vấn và trả lời hôm nay. Thật sự là nội dung của các câu hỏi còn rất là nhiều, nhưng thời lượng của chương trình cũng đã hết. Với những vấn đề thắc mắc liên quan đến chủ đề làm đẹp, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tư vấn cho quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Và nếu quý vị quan tâm đến chủ đề này, cũng có thể liên hệ trực tiếp với Bệnh viện Thẩm mỹ Hiệp Lợi theo địa chỉ 128-130 đường Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp về số 0903-755-186. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã đồng hành với chương trình hôm nay ạ. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng chuyển sang những chuyên mục tiếp theo.